ốc cả nhà. Nó chua cái nào. Ít miếng mắm ruốc. Ờ có kẹo. Ờ miếng mắm kẹo. Nào mua xoài á, còn có gì chứ tủ lạnh thì có hủ rú á thấy anh, không có chờ. Thank you.
trời ghe nước trắng. Cho miếng chanh vô chấm thịt cho ngon mà con. Sáng nay ăn uống gạo. Chở con gái đi học á cả nhà. Ăn chỗ quen đây lắm. Chiên cái tép mỡ. Chiên cái tép mỡ giòn giòn bà con. Khoái ăn. Với lại ăn cho con ăn xong rồi ăn luôn về làm chuyện, về nhà cái lười ăn đúng giờ ra mới thử. Rồi thì Nguyễn mời bà con nha. Vì mà hồi đó đang quay sơn gì đâu, một chút xíu thôi thì thịt là cái gì cho má định không ăn xong cái dây còn nó đẹp cái diện cái con một thịt bự vô hai chồng đây bán hủ tiếu nước lèo ra nhà giống như của người Hoa đó, nước lèo nó lạc thì ít có bột ngọt với đường á, nó thì những thức ăn hơn. Tép mỡ thì giòn rụm luôn. Dù là để vô nước lâu nha, nhưng mà cái tép mỡ vẫn giữ giòn nha cả nhà. Nghe nó giòn. Thơm. Bây giờ là cái loại gạo ngon ha, hồi xưa đâu có đâu, gọi là mua gạo đó, nhà đâu có đâu, mua đổ những cái vi á, cái đùng vi mà cần ký đó mà mua giờ bỏ không có, thì cũng có ăn mà nó gạo bị không phải nấu á, nấu trong đường mà nấu bỏ. Cái xưa hầm mềm luôn á nhà. Chủ không lấy cho ngay cái sụp ngon quá. Anh thấy anh dớt lên thấy cái sụp anh xui gì. Mình thích chấm với nước mắm có ớt có chanh cả nhà. Chua ngọt. Chua chua. Ngay cho ta. Tôi nói là bây giờ tụi trẻ đó ăn vợ em. Cái sụp coi nhai được không? Giòn nè bà con. Trời ơi, ăn một lần ăn như vậy một
còn ăn nhai được. Ở một cái giò heo á, ăn không nè, với lấy cái mì trắng vô. Bắt ngon lắm. Với mì, hậu nha, bắt cửa ăn một cái chân giò ghê chưa. Bây giờ ông Thánh có miếng cho miếng rồi. Ngát rồi. Giúp được người nào đó
cho nên người ta sẽ nhớ là à, mình cũng được người ta giúp mình, đúng không? Quá trời nóng ở nhà, uống ly sữa bằng rồi cho nó mát. Ở chỗ đây là chỗ gần trường học cả nhà, ai muốn ăn hủ tiếu á, là ai chỗ trường học này, cửa trường học Dương Minh Châu mà cái cửa sau cả nhà đó, sau 7 giờ mình ăn, chứ lúc sớm học sinh ăn nhiều lắm, đông, sau 7 giờ mình ăn ngồi thoải mái. Nghe mấy nói như chắc là sờ mới làm, có làm nhiều lần đủ về luôn, ông không làm mà nói khi nào mà sờ đủ thì sờ tới làm không được không. Thì cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn bà con cô chú anh chị đã xem hết video của Thiện Nguyễn. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye.